đến đây để được chăm sóc sức khỏe, chăm sóc về thân tâm trí cũng như là được khám trị về gương mặt, phong hợp phong thủy nhưng mà không cần giao kéo ạ. Trong 3 năm gần đây, Hana Phương đã tìm ra được một cái con đường, đó là hỗ trợ cho tất cả mọi người được chữa lành, được bình an, cũng như là có một sức khỏe mà tất cả chúng ta quay về, đó là thuận tự nhiên.